chuyện ly kỳ 70 năm không cắt tóc của cụ ông ở Tiền Giang. Về xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, hỏi cụ ông hơn 70 năm chưa cắt tóc, người ta nói ngay, ông Tám Nhân bên ấp Dầu chứ ai. Rồi chỉ một mạch đến tận nơi ông ở, ông là Nguyễn Văn Chiến, thường gọi là Tám Nhân, năm nay đã bước qua tuổi 90, xung quanh mái tóc của ông có nhiều chuyện thú vị lạ lùng, ai nghe cũng tò mò, muốn biết thực hư. Cứ cắt tóc lại lăn ra ốm. Ông Tám Nhân sống một mình trong căn nhà nhỏ chừng 20m2, sát bên con rạch có tên ông Hộ ấp Dầu, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đây vừa là chỗ ăn ở, vừa là nơi ông tụng kinh, thờ cúng đạo tứ ân hiếu nghĩa. Búi tóc to nặng đến 3kg đã theo cụ Tám Nhân mấy chục năm nay. Gặp ông Tám tôi khá bất ngờ, mặc dù năm nay đã bước qua tuổi 90, nhưng ông còn khá khỏe mạnh, khuôn mặt dù nhiều đốm đồi mồi, nhưng vẫn hồng hào, tác phong nhanh nhẹn, nói chuyện lưu loát. Điểm gây sự chú ý nhất của ông là một búi to tướng trên đỉnh đầu, bên trong chiếc khăn bằng vải nâu sòng, được người con gái thửa riêng cho ông để bảo vệ mái tóc dài bên trong. Giống như bao người khác, tôi tò mò đến gần mái tóc ông Tám Nhân nhìn cho kỹ, quả là đặc biệt. Mái tóc ông dù không tết nhưng vẫn bền chặt như sợi thun, một đoạn màu trắng bạc, đoạn khác lại có màu vàng óng. Cụ bắt đầu dưỡng tóc từ khi nào? Tôi hỏi. Cụ Tám Nhân im lặng giây lát rồi kể. Cha mẹ tôi có 3 người con, tôi là thứ 3, người nam gọi anh cả là anh hai. Sau tôi còn em trai, hiện anh hai đã mất, chỉ còn tôi và chú Út. Năm nay cũng đã 89 tuổi rồi, sống dưới ghe. Cả 3 anh em tôi hồi nhỏ đều để đầu 3 chỏm, đầu 3 vá. Đến khi 10 tuổi mới dưỡng tóc theo đạo tư ân hiếu nghĩa. Năm 17 tuổi, tóc tôi đã dài lắm rồi, nhưng lúc đi học thầy cô nói quá nên tôi về xin cha mẹ cho cắt. Khi vừa cắt tóc xong thì lăn ra bệnh, người cứ mềm choạc như cọng bún, đầu nhức, mắt hoa. Đi khám thầy Lan chẳng phát hiện ra bệnh gì, ổng đành chỉ cho thuốc bổ, thuốc ăn tịnh tâm về dùng để cải thiện ăn ngủ, nhưng chẳng ăn nhầm gì, bệnh vẫn không hết, chuyện học hành lỡ dở từ đó. Rồi thời gian qua tóc dài dần, bệnh cũng thuyên giảm. Tôi để ý, tóc càng dài, tôi càng thấy trong người khỏe hơn, tinh thần sảng khoái hơn. Rồi một lần tôi nằm võng ngủ trưa, mơ thấy cụ già tóc dài như suối, về vuốt tóc tôi, bảo tóc dài đẹp lắm. Tôi giật mình dậy, kể cho cha nghe, cha bảo từ nay không được cắt tóc nữa, kể từ đó tôi không dám đụng đến mái tóc nữa. Tóc nhiều và dài như vậy, cụ có thấy khó chịu hay bất tiện không ạ? Tôi hỏi. Thời gian đầu khi tóc mới bị bớt lại, tôi cũng cảm thấy khó chịu vương víu, nàng triểu trên đầu, còn bất tiện cũng có. Nhưng chỉ với người ngoài không biết thôi, còn bà con quanh nhà đều biết lý do tại sao chúng tôi để tóc như vậy. Sau đó dần dần, rồi cũng quen, ông Tám Nhân giải thích. Tóc càng dài càng thọ. Đó là câu hỏi mà nhiều người muốn được giải đáp, nhưng chưa có. Cụ Tám Nhân khẳng định sức khỏe của ông liên quan trực tiếp đến mái tóc. Ông chỉ cần đưa lọn tóc ra trước, nhìn màu đuôi tóc thôi là ông biết sức khỏe tâm trạng của mình ngày hôm ấy có tốt hay không. Anh hai tôi mất năm 92 tuổi, trước khi mất khoảng 3 năm, tôi thấy tóc ảnh đổi màu rồi tự nhiên rụng dần. Tôi bảo điểm xấu chẳng ai tin, khi tóc rụng gần hết thì anh hai qua đời dù chẳng có bệnh gì, ông Tám Nhân kể. Trong số 7 người con của vợ chồng ông Tám Nhân, người con trai thứ 4 tên là Nguyễn Văn Lượm, thường gọi là Năm Lượm, năm nay đã 59 tuổi, và bà Nguyễn Thị Bích Thủy, 54 tuổi, cũng có mái tóc dài hơn 1 mét và chưa từng cắt. Hồi xưa mỗi lần gội đầu, cả mấy anh em ba tôi lại ngồi gỡ tóc ra để gội cho sạch, dễ chảy, nhưng sau đó ai cũng bị giống nhau là chóng mặt, nhức đầu. Kể từ đó, mấy cụ chỉ gội phần sát da đầu và không gỡ đoạn tóc đã kết dính lại ra nữa. Riêng ba tôi lỡ làm ướt toàn bộ phần đầu và đuôi tóc là lập tức bị cảm lạnh và mái tóc thì phải mất cả ngày hong, sấy mới khô. Hơn 30 năm qua, mỗi khi tắm gội, cụ giữ cái đuôi rồng rất cẩn thận, không cho dính một hạt nước nào. Tóc tôi mới được chừng 1,5 mét so với cha thì chưa nhầm nhò gì. Tôi không biết khi cắt tóc đi có bị đau bệnh, đau đầu như cha không, vì sợ nên chưa từng cắt. Nhưng thấy tóc giống cha lắm, ông Nam Lượm cho biết. Điều lạ là,
Dù mấy chục năm chưa hề có giọt nước nào tắm gội, nhưng phần đôi tóc của cụ Tám Nhơn vẫn rất sạch sẽ như những mái tóc được gội định kỳ bình thường khác. Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Tám Nhơn không những khỏe mạnh, minh mẫn mà còn không hề bệnh tật. Như lời ông Năm Lượm, từ nhỏ đến giờ tôi chưa thấy ba đi bệnh viện bao giờ, cả bác và chú ruột cũng vậy. Hiện nay cụ vẫn xỏ kim, may vá, đọc sách bình thường dưới đèn dầu mà không cần đeo kính. Bà Thủy, con gái ông Tám Nhơn, nói thêm, ba má tôi ăn chay Trường Sơ giờ, hồi mẹ tôi còn, ông bà ăn ngày 2 bữa vào đúng 12 giờ trưa và 6 giờ chiều. Năm 2010, mẹ tôi qua đời, ba chỉ còn ăn ngày một bữa vào đúng 12 giờ trưa, mỗi bữa một chén cơm, dĩa rau luộc, chấm nước tương, vậy là xong. Ba vẫn tự làm mọi việc, tôi chỉ thay má phụ ba, một việc duy nhất là mỗi tuần một lần, phụ ba giữ tóc gội đầu. Nói về bí quyết sống khỏe của cụ Tám Nhơn, ông Lê Văn Vân, cán bộ xã, đồng thời là hàng xóm thân thiết của gia đình cụ nói, chuyện mái tóc giúp các cụ sống thọ, không bệnh tật gì, chưa biết đúng sai thế nào. Nhưng có điều chắc chắn, các cụ sống thọ là nhờ ăn uống thanh đạm, điều độ, sống chan hòa, không tham, sân, si, tinh thần luôn nhẹ nhõm. Tôi có nghe về trường hợp cụ Tám Nhơn bên Đông Hòa. Theo tôi, đây là trường hợp đặc biệt. Lý do cụ để tóc dài là do gia đình cụ thờ tứ ân hiếu nghĩa, đây không phải là một tôn giáo mà chỉ là một tín ngưỡng văn hóa đạo nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tốt đẹp của cha ông ta. Tín ngưỡng này cũng nhiều người theo, nhưng không phải ai cũng để được mái tóc dài như các thành viên trong gia đình cụ Tám. Còn chuyện cắt tóc đi là ốm đau bệnh tật, theo tôi nó nghiêng về tâm lý nhiều hơn. Tuy nhiên, đây cũng là một trường hợp đặc biệt cần có sự nghiên cứu của các chuyên gia. Ông Nguyễn Đức Đạm, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang nói. Nơi đây phụ nữ có thể có nhiều chồng, đàn ông luôn phải cố gắng làm đẹp để giữ chân vợ mình. Phụ nữ Wadabi ở Niger được có quyền có nhiều chồng và đàn ông nơi đây luôn cố gắng làm đẹp để giữ chân vợ mình. Đàn ông ở bộ lạc Wadabi được coi là những kẻ kiêu ngạo vì họ luôn tin rằng mình có vẻ ngoài điển trai nhất thế giới. Họ rất thích làm đẹp và gương là vật bất ly thân. Người Wadabi mỗi năm đều tổ chức một cuộc thi sắc đẹp để chọn ra người đẹp nhất. Tuy nhiên, thí sinh dự thi lại đều là nam giới. Những người tham gia sẽ dành 6 tiếng để trang điểm trước khi bước vào cuộc thi. Họ bôi đất sét đỏ lên mặt, dùng bút kẻ mắt thật dày, đen để làm nổi bật lòng trắng. Họ cũng tô môi bằng mực màu đen nhằm làm nổi bật hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp và khỏe mạnh. Để vóc dáng nhìn có vẻ cao hơn, các thí sinh đều cài lên đầu những chiếc lông chim đà điểu màu trắng. Kết thúc phần trang điểm, những người đàn ông sẽ kẻ dọc một đường màu trắng lên sống mũi. Họ tin rằng điều này sẽ khiến mũi nhìn cao hơn. Họ cũng phải tham gia vào một điều nhảy gọi là jacky. Đây là điều nhảy thể hiện sự hấp dẫn của nam giới. Giám khảo của cuộc thi là ba người phụ nữ có quyền uy nhất trong bộ lạc. Người thắng cuộc sẽ được phép chọn bất kỳ cô gái nào về làm vợ. Nếu người con gái được chọn đã có chồng, cô ta có thể bỏ chồng để theo tình mới hoặc sống chung với cả hai. Cuộc thi tìm kiếm nam vương sắc đẹp này là một phần trong lễ hội Geneva. Đây là lễ hội được mong đợi nhất trong năm của người dân, thường được tổ chức vào tháng 9, tháng cuối cùng của mùa mưa theo lịch của người Wadabi. Người Wadabi sống rải rác ở nhiều quốc gia châu Phi, nhưng phần lớn tập trung tại Niger. Họ là bộ tộc Du Mục, hàng ngày cùng gia đình chăn nuôi gia súc tại sa mạc Sahara. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cuộc sống kham khổ là một trong vài số lý do khiến mọi người đều mong chờ tới ngày tổ chức Gadawa. Lễ hội này kéo dài 7 ngày, mọi người tham gia lễ hội sẽ nhảy múa, ăn uống vui vẻ cùng nhau. Địa điểm tổ chức Gadawa cũng luôn bị những người đứng đầu giấu kín và chỉ tiết lộ cho dân làng trước đó vài ngày. Phụ nữ của bộ tộc này là những người nắm giữ quyền lực, họ được quyền lấy bất kỳ người đàn ông nào mình thích. Khi một ai đó bị vợ bỏ, họ cũng không được phép phản ứng. Do đó, đàn ông thuộc bộ lạc này rất sợ mất vợ và họ cũng thường xuyên chăm chút sắc đẹp của mình để giữ chân đối phương. Phụ nữ sau khi kết hôn sẽ về ở với chồng. Khi có thai, cô ta sẽ về nhà mẹ đẻ để ở. Người chồng sẽ không được liên lạc với vợ.
2 hoặc 3 năm sau khi sinh con, người vợ sẽ về nhà thăm chồng nhưng không mang con theo.